Đây là hình ảnh trước sau và kết quả của tớ khi xài lotion Mesoku. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về lotion trị mụn Mesoku Began Shui của Nhật. Đầu tiên là cảm quan và cách sử dụng. Lotion Mesoku Began Shui có mùi như rượu vậy, khá nồng nhưng cá nhân tớ lại rất thích mùi đó. Sản phẩm có chứa salicylic acid BHA, một hoạt chất thích hợp để điều trị từ mụn ẩn tới mụn sưng viêm. Ngoài ra còn có alcohol denatur cồn khô trong giới hạn cho phép, nó có tác dụng làm se da và kháng khuẩn. Giống như các loại lotion khác của Nhật, Mesoku cũng có dạng nước và sử dụng như toner. Đầu tiên, bạn thấm ra bông tẩy trang và lau lên da sau khi đã hoàn thành các bước làm sạch da. Nếu mặt có mụn hay vết thương hở thì sẽ cảm thấy hơi xót một tẹo, nhưng cảm giác đó sẽ hết nhanh thôi. Bạn đừng quên đóng chặt nắp sau khi sử dụng, vì nếu không chỉ qua một đêm là lotion trong chai sẽ bay hơi hết đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hiệu quả trị mụn của lotion Mesoku. Dùng lotion Mesoku, mụn của tớ đỡ đỏ và khô còi nhanh hơn thôi, chứ không sẹp đi và biến mất thần kỳ ngay được. Khi mụn khô còi, tớ có thể lấy nhân ra một cách dễ dàng và hạn chế tối đa vết thâm trên da. Công dụng thêm mà tớ thấy đáng đồng tiền bát gạo nhất của lotion Mesoku là hỗ trợ đẩy mụn ẩn. Bạn đừng bất ngờ khi mà dùng nó các bạn bị nổi lên mấy nốt mụn ẩn ở cằm và trán nhé. Một điểm cộng nữa cho lotion Mesoku là có chứa AHA và BHA nên nó cũng có tác dụng nhẹ đẩy da chết. Nếu chị em dùng bông tẩy trang lâu qua lần đầu sẽ thấy bông có màu vàng nhạt của da chết đó. Tiếp theo là chặng đường trị mụn bằng lotion Mesoku của tớ. Đây là hình ảnh trước sau và kết quả của tớ khi xài lotion Mesoku. Đây là sản phẩm rất đáng để thử, đúng chất, ngon, bổ, rẻ. Mình dùng tới khi hết mụn thì tạm ngưng vì nó cũng có chất cồn khô, dùng lâu thì cũng không tốt lắm đâu. Mong là bài chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về độ đáng đồng tiền bát gạo của lotion Mesoku. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong video tiếp theo.